Xin cùng thỉnh đại chúng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lễ Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Huệ Nghiêm. Kính thưa Chư Tôn Đức. Kính thưa quý đạo hữu Phật tử. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện về nghi lễ. Buổi nói chuyện hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào cái vấn đề nghi lễ trong cái cách thờ cúng. Thời Đức Phật, thực ra thì cái vấn đề thờ cúng nó chưa có xuất hiện. Người ta mến Đức Phật và muốn thân cận Đức Phật thì người ta đi đến tịnh xá Kỳ Hòa thăm hỏi và được nghe lời dạy của Đức Phật. Sau khi nghe xong thì họ lễ tạ rồi họ lui về. Vì vậy mà người tín đồ lúc bấy giờ cũng không có là cái hình thức thờ cúng như ngày hôm nay. Có khi thì khi gặp Đức Phật, gặp các vị thánh tăng ở bên đường thì người ta quỳ xuống, người ta lại bằng cách là người ta đưa cái đỉnh đầu của họ, họ đặt xuống bàn chân của Đức Phật, của các vị thánh tăng. Đó là cái cách thể hiện lòng tôn kính của họ. Và đó cũng là cái văn hóa của người Ấn Độ. Sau này có một lần Đức Phật lên cung trời Đao Lợi thuyết pháp để báo ân cho mẹ. Suốt 3 tháng hè Ngài không có ở dưới trần gian, cho nên mọi người nhớ Phật và muốn được gặp Đức Thế Tôn. Thì tương truyền là Tôn giả Phú Lâu Na Ngài mới tạc một cái tượng, tạc tượng Đức Phật để mọi người đỡ nhớ. Sau 3 tháng hạ, Đức Phật trở về thì Ngài mới đi qua cái tượng đó, cái tượng đứng dậy chào Ngài mỉm cười. Có thể nói cái duyên khởi mà tạo tượng là bắt đầu từ lúc ấy. Sau này dần dần người ta cung kính Đức Phật và muốn được hàng ngày chiêm ngưỡng, cho nên người ta mới vẽ hình tạc tượng Đức Phật. Cho đến khi Đức Phật nhập Niết Bàn, các vị đệ tử phụng thờ Ngài. Thật ra cái nơi mà phụng thờ Phật, phụng thờ xá lợi của Phật á, mà chúng ta ngày nay gọi là chùa đó, thật ra không phải là kiến trúc này, không phải là những cái công trình này, mà nó là cái chóp ở trên nóc chùa, trên cái tháp á. Các vị khi nào đứng từ xa nhìn cái bảo tháp của chùa Huệ Nghiêm, ở trên cái chóp nhọn đó, nó có những cái trụ biểu và có những cái tầng lớp như là cái tán đó. Cái đấy gọi là thọ can biểu sát. Cái chữ chùa nó là chính là cái đó mà mình dịch là chùa. Chứ những kiến trúc này là kiến trúc trùng cát. Cái văn hóa của quốc độ này thì
Người ta sử dụng những cái kiến trúc này, nhưng mà trên đỉnh cao nhất người ta đặt để cái thọ căn biểu sát đó, thì gọi là chùa, tức là cái đó, tức là cái tiêu biểu. Nơi này có các bậc thánh, có những người đắc đạo, để chư thiên biết, mọi người biết đến mà học đạo, mà tôn thờ. Dần dần á, người ta vì tôn kính Đức Phật cho nên mấy chùa tháp xuất hiện, điện đường tượng pháp xuất hiện, tất cả cũng là cái tấm lòng tôn kính Đức Phật và muốn được chiêm ngưỡng đảnh lễ, để từ đó họ tìm thấy một cái gì đó mà họ cũng có. Khi Đức Thế Tôn mà từ trên cung trời Đao Lợi xuống, mà Ngài đi ngang cái tượng Phật á, cái tượng Phật ấy đứng dậy chào Ngài á, đó là cái tượng, đó là ngẫu tượng thôi. Trong kinh ghi lại là khi Đức Phật đi ngang, cái tượng đó đứng dậy chào Đức Phật, chắp tay chào Đức Phật. Chúng ta hiểu thế nào về cái vấn đề này? Có những lúc tâm tư mình an lạc, mình lên chùa, mình lên trên bàn thờ Phật ở nhà, mình thấy hình Đức Phật, mình thấy tượng Đức Phật. Nếu mình lắng tâm thanh tịnh, mình chiêm bái, mình cũng thấy hình như Đức Phật muốn nói cái gì với mình. Nhưng mà những lúc tâm tư mình ủ dột, lo lắng, thì chúng ta nhìn thấy tượng Phật á, Phật cũng buồn theo nữa. Người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ. Thực ra đây cũng chỉ là ngẫu tượng thôi. Đây không phải là Đức Quan Âm, đây không phải là Đức Phật Thích Ca, mà đây chỉ là ngẫu tượng. Đây là cái tượng, tượng tạc theo hình dáng mà trong kinh sách ghi lại để cho chúng ta duyên qua ảnh tượng đó, chúng ta nhớ đến một con người. Con người đã có mặt trên lịch sử của nhân loại. Và con người này không sống cuộc đời phàm tục. Ngài từ bỏ những thú vui, những cuộc sống tạm bợ, Ngài đi xuất gia, tìm đạo và cuối cùng giác ngộ thành Phật. Và Ngài chỉ lại cái con đường giác ngộ đó, cái phương pháp tu tập đó cho mọi người, để mọi người muốn được giải thoát an lạc thì cứ thực tập theo những lời dạy đó, hành trì theo những phương pháp đó, thì họ cũng được giác ngộ thành Phật như Đức Phật không khác. Cho nên Đức Phật, Phật giáo ngay từ cái thời kỳ đầu không phải là Đức Phật ra đời để thành lập một đạo, để thành lập một tôn giáo, mà vì cái cơ cảm Ngài thấy Ngài có an vui giải thoát và Ngài muốn giúp cho mọi người được bớt khổ an vui. Cho nên có thể nói Phật giáo là con đường thực tập, nó không dừng lại ở cái nghĩa tôn giáo.
Nó là sự thực tập. Nhưng đứng về nghĩa tôn giáo mà nói thì đạo Phật cũng có đủ những cái tiêu chuẩn đó, có một nhân cách tôn quý, có một cái giáo nghĩa tuyệt vời, và giáo nghĩa đó đã được cái con người tôn quý đó thực chứng. Và những ai muốn tu tập hành trì đúng theo cái đường lối, cái phương pháp đó, thực tập theo giáo nghĩa đó, thì họ cũng được thực chứng và giác ngộ như cái nhân cách tôn quý đó. Nếu nói về về cái từ tôn giáo mà chúng ta định nghĩa nó phải như vậy, thì ở đạo Phật cũng có đủ. Tức là có con người bằng xương bằng thịt giác ngộ giải thoát. Cho nên cái đặc biệt là không phải Đức Phật từ ở đâu đó bay cái vèo đến giảng đạo thuyết pháp, không phải từ dưới mặt đất trồi lên giảng đạo thuyết pháp. Và nói ra những điều đó, nhưng nói để mà nói, thực tập vẫn không thấy kết quả gì hết. Đây là cái mà chúng ta phải để ý. Gọi là tôn giáo thì nó phải có nhân cách tôn quý và có giáo nghĩa hẳn hồi. Giáo nghĩa đó phải được thực chứng qua cái bản thân của cái nhân cách đó, nó không phải là lý thuyết. Vì vậy khi nói đến tôn giáo không phải là lý thuyết, mà phải có cái giáo nghĩa hẳn hồi, và giáo nghĩa đó đã được Đức Thế Tôn thực chứng, và chúng ta hành trì theo đó chúng ta cũng được giác ngộ. Thế cho nên tôn giáo ngày nay dù chúng ta đứng ở cái nghĩa nào đi nữa, thì người ta trên thế giới người ta cũng thấy đạo Phật là một tôn giáo lớn, và tín đồ đến với đạo Phật tu học và cũng thể hiện lại cái sự tôn kính của mình bằng những cái nghi lễ, những hình thức. Cho nên hương đài sắc tướng trang nghiêm như thế này, đó là mượn cái huyễn cảnh để nhắc nhở con người tu tập. Không phải ở chùa thôi, không phải ở tháp thôi, mà tín đồ Phật tử cũng tạc tượng, cũng vẽ hình Đức Thế Tôn để cung phụng ở nhà của mình. Như vậy mình thờ cũng như thế nào để làm sáng tỏ cái tôn chỉ tu học, biểu hiện được cái tôn chỉ của pháp môn mà mình đang thực tập. Có người hỏi tôi, thưa thầy, con tuổi Nhâm Tý, ông con tuổi Quý Hợi, tụi con muốn thờ Phật, muốn thờ, không biết thầy dạy phải thờ ai. Có người nói tuổi ông con phải thờ Đức Quan Thánh, tuổi con phải thờ Bà Quan Âm. Có người thì nói thôi, thờ Đức Thích Ca cho ảnh, con thờ Quan Âm tự nhiên bất cập. Đức Thích Ca ngồi bên Đức Quan Âm, tại vì ảnh thì thờ Đức Thích Ca, con thờ Quan Âm.
Và có rất nhiều cái ý kiến. Bây giờ cho con không biết phải thờ ai. Tôi gặp rất nhiều câu hỏi như vậy. Chắc các Phật tử ngồi đây không biết các vị đã qua cái giai cấp này chưa, cái tầng lớp này chưa. Chứ những người mới mới chập chững bước vào cửa chùa đó, từ cái chỗ kính Phật cái là phải thờ, mà không biết thờ ai. Hoặc giả nhà mình có thờ rồi, ba mẹ mình đã thờ rồi, nay mình đi dự lễ cung nghinh tượng Phật Ngọc vì hòa bình thế giới, cho nên mình về mình cũng ráng thỉnh một tượng để lên thờ. Thế là ông Phật vì hòa bình thế giới đã lấn sân ông Phật Thích Ca của nhà mình rồi. Đây là chưa nói có nhiều người là đúc tượng giả, đúc tượng nhựa, giả ngọc để cho tín đồ thỉnh. Trên bàn thờ có cần phải thờ nhiều Phật hay không? Thờ Đức Bổn Sư, nhưng mà mai mốt cái nghe giảng giáo nghĩa tịnh độ, ráng thỉnh Đức Di Đà. Năm nay mấy nhỏ nó bị la hầu kế đô nhiều quá, bệnh tật cũng hay gặp, nghe nói thôi thỉnh Đức Dược Sư. Mấy nhỏ nó đi xe cộ ngoài đường ngoài xá, nghe ai nói vậy thôi thỉnh Đức Quan Âm. Rằm tháng bảy siêu độ ông bà, thỉnh Bồ Tát Địa Tạng. Riết rồi trên bàn thờ á không còn chỗ để Phật ngồi. Và vì nhiều quá đó cho nên lên lại Phật, lại xong nhìn ông này đẹp, ông kia mũi tẹt, ông này xấu. Cái tâm phân biệt tự nhiên nó xuất hiện. Và nhiều khi nhìn trên ban Phật, người ta không biết mình tu pháp môn nào, cái nào cũng vào đây hết. Trên bàn Phật của mình dễ dãi quá, tượng nào mình cũng đưa lên, tranh ảnh nào cũng xuất hiện hết. Có phải vì vậy mà các vị mới được gọi là tín nữ không? Cái gì cũng tin hết. Nhưng người nam người ta không có, có tính nam, ta nói thiện nam. Mà người nữ thì tính nữ, ở trong đây thì tính chúng thiện nữ nhiều hơn. Nhưng mà nói như vậy không phải để khinh chê quý bà đâu, tôi xin sám hối. Thực ra nam hay nữ gì cũng vậy, chúng ta thờ Phật phải trên hiểu biết. Cái tượng mà chúng ta đặt lên trên bàn thờ, chúng ta phải hiểu và phải rõ. Để làm sao? Để khi mình chiêm ngưỡng tôn dung của Ngài là mình thiết lập được cái truyền thông, thiết lập được cái cảm ứng trong cái khoảnh khắc đó giữa mình với đối tượng mình đang kính lễ. Khi mình thiết lập được cái truyền thông đó rồi đó, thì mình mới có thể tiếp nhận cái chất liệu từ nơi Phật, từ nơi Bồ Tát, các ngài gia hộ cho mình.
các chuyển tiếp cái năng lượng của Phật qua mình. Còn nhiều khi mình thờ nhiều quá nhưng mà không hiểu hết thì nó cũng rất là thiệt thòi cho mình. Cái gian phòng nhỏ, cái bàn thờ chật mà mình để nhiều quá, nhìn bàn thờ không trang nghiêm. Thờ như thế nào mà người cùng tín ngưỡng họ thấy bàn thờ nhà chị đẹp quá, thấy cái muốn lạy. Người khác tín ngưỡng thì họ thấy ở nơi đó cũng có một cái không khí gì đó trang trọng. Cái người không có tín ngưỡng họ nhìn nơi đó cũng có cái năng khiếu, người chủ nhà có cái năng khiếu mỹ thuật. Các bạn trẻ chưa có cơ hội học đạo, chưa hiểu nhiều về Phật, mấy đứa nhỏ ở nhà, mấy cái chàng rể cô dâu choi choi bây giờ chưa có dịp học Phật, thì nó cũng nhìn thấy đó là một cái tác phẩm điêu khắc đẹp. Nhiều khi mình thờ nhìn thấy nó lượm thượm, không có trang nghiêm. Từ cách thờ đó là mình đã không đủ sức thuyết phục, giáo hóa để người ta tìm đến cái hay đẹp vượt ngoài hình tượng đó. Nhìn thấy một cái tác phẩm đẹp, tự nhiên mình phải dừng lại để mình chiêm ngưỡng. Trước cái đẹp mà không biết ngưỡng mộ, trước những cái tác phẩm cân đối của cơ thể, những cái đường nét chạm trổ thể hiện được cũng là cái chất gỗ thôi, mà người ta, cái bàn tay tài tình của người thợ họ chạm như thế nào mình thấy là cái chất lụa xiêm áo nó mềm mại. Cũng cái chất gỗ mà họ chạm như thế nào đó mà thấy cái cơ của da dẻ. Là người trí thức, là người có học, dù không tín ngưỡng hay khác tín ngưỡng đi nữa, trước những cái tác phẩm đó họ phải dừng lại để họ chiêm ngưỡng. Trước cái đẹp mà không biết ngưỡng mộ, không biết nhận định, thì người đó cũng không làm được cái trò trống gì hết. Đức Phật dạy độ một người đi tu, một em bé đi tu, nếu nó không biết dơ sạch, không có độ nó. 7 tuổi, 8 tuổi gì đó thì được phép độ sơ xuất gia, nhưng nó phải biết đây là cái sạch để nó theo, kia là cái dơ nó bỏ, thì mới cho nó đi tu. Chúng ta đi tu có phải là để gạn đục khơi trong không? Từ bỏ những cái ô trược để mà phát huy những cái cuộc sống thanh cao. Thì từ ở cái nghĩa mà cạn là phải cái bàn thờ của mình, dù con cháu nó không có, nó chưa có dịp học đạo, nhưng mà nó thấy ba mẹ mình thờ bằng Phật trang nghiêm. Bố cục như thế nào để hài hòa, để cân đối? Các vị thấy cái điện Phật của chùa Hoài Nghiêm ngày hôm nay mà chúng ta ngồi ở đây được chiêm ngưỡng đó, là hòa thượng phải đầu tư bao nhiêu cái tuệ giác, rất nhiều, từ các nhà mỹ thuật, từ các vị chuyên gia đã đầu tư vào đây như thế nào. Vì vậy thờ Phật không nhất thiết phải thờ nhiều. Thờ mình đang tu học theo pháp môn nào thì mình thờ cái vị bổn tôn của mình là đủ rồi. Thờ cái hình ảnh
hay là cái tượng pháp mình thờ như thế nào đấy, thì thứ nhất là phải trang nghiêm, cân đối, hài hòa. Ông Phật bằng cùm tay à, mà cắm bình hoa bằng cái lu sành thì sao? Thì không cân đối rồi. Trên băng Phật bày biện cái gì? Đơn giản, hương hoa à, hương hoa đăng là đủ rồi. Nếu có điều kiện thì chúng ta cũng có thể cúng nước, nhưng đó là cái việc chúng ta làm thêm để mình được hưởng cái năng lượng từ cái sự tu tập của Phật. Nhưng đơn giản, thật đơn giản, trên băng Phật cái bình hoa cắm như thế nào, cái ngọn đèn thắp như thế nào, cái nén hương chúng ta cắm lên như thế nào trang nghiêm, cầm hương xá xá thế này xỉa vô đó, nhỡ mà Phật có ngồi đó ông cũng né như này, hương nó rớt vô người ông đổ tàn. Rõ ràng chúng ta thắp hương nhưng tâm chúng ta không có ở đó, tâm không có ở đó, Phật có hiện cũng không biết, Phật có bảo cũng không nghe, Phật chỉ cũng không thấy. Và có cần phải 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 làm cái thủ tục đó hay không? Trong khi trên điện Phật đã có thắp hương rồi, chúng ta không cần phải thắp thắp lại nữa. Khói nhiều thì ám tưởng, bao sái, tẩy rửa thì nhọc công. Đèn đến ngày nay á, mua được cặp đèn thật mà cúng Phật cũng là đã khó rồi. Do lợi nhuận thế nào đó mà đèn cầy á, đốt nó chảy. Vì vậy á, mình có nên làm cái thủ tục là phải cắm đèn cao như vậy nữa. Thắp đèn là để làm cho ánh sáng nó đẹp, nó sáng ở cái không gian, cái bàn thờ để mình chiêm ngưỡng, thì thắp đèn trên đó. Nhưng mình có thể dùng những cái điện khí được, đèn điện sáng rồi thì không cần phải đèn cầy nữa. Nếu cần thì trong những lễ chính, những buổi lễ trang nghiêm, mình thắp thêm một vài cái nến nhỏ để nhìn thấy cái ngọn nón nến nó lung linh, nó biểu hiện được cái chân lý màu nhiệm là được. Sau lễ tắt đi để bà hỏa khỏi viếng. Đốt hương thế nào gọn nhẹ không đổ tàn. Ngày nay nhiều khi trên bàn Phật nghĩ là hương phải lúc nào cũng phải thắp, mà đi làm hoài à, không có thời gian mua 3 cây hương điện để trên đó. Có một lần tôi đi nói chuyện trong mùa an cư bên tịnh xá trung tâm, cũng nói chuyện về nghi lễ, thì tôi hỏi bên đây quý sư dân hương đọc bài gì, mấy thầy mới đọc. Mấy thầy nói bên bên hệ khất sĩ thì bà đọc bài dân hương là khói hương bay thấu mấy từng xanh, rốt ráo tâm con bổn nguyện thành, trên khói hương này xin Phật ngự, chứng minh đệ tử tất lòng thành. Nhớ Phật có ngồi đó, Phật nói khói đâu, mày đốt hương điện mà khói đâu có. Mà tại sao chúng ta phải đốt hương? Tại vì chúng ta muốn dâng cái hương thơm, cái hương trầm quyện tỏa, cái mùi hương nó nhẹ nhàng, nó làm cho những cái trược khí trong cái gian thờ nó đẩy lùi. Và mình ở trong cái không gian đó đó, cái hương trầm mà nó làm cho tâm mình lắng yên. Ở những cái vùng mà lam sơn chướng khí nhiều, người ta hay sử dụng những cái nhiên liệu này, người ta xông trầm. Các vị sẽ không thắc mắc tại sao ở cái xứ Huế mỗi lễ nghi gì người ta đều xông trầm trước tiên. Và trong nghi lễ của Mật giáo đó, cái việc tịnh đàn đầu tiên là xông trầm, dùng cái hương trầm để đẩy những cái trược khí. Cho nên cái hương á, là thơm, mà đốt hương không còn thơm nữa.
hương không có thơm, nhiều khi đốt nó ngột ngạt. Đây là chưa nói những cái loại hương liệu mà người ta ướp vô này, đốt vào nó khó chịu lắm. Thành ra đây không phải là vấn đề ngồi để mà đánh giá cái sản phẩm của thị trường làm nhang đèn của Việt Nam, nhưng mà tôi muốn nói là cái vai trò của hương là sứ giả mượn cái làn hương để gửi cái lòng thành của mình. Vì vậy nếu cần phải thắp hương thì mình phải thắp hương như thế nào để nó trang nghiêm, cắm cái hương cho thật ngay, thật là trang nghiêm, hai tay trân trọng dâng hương lên. Nếu mà mặc cái tay áo thụng lượm thượm thì một tay cũng được, tay này nhớ vén để đang cắm hương cháy 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 cái tay áo, lúc đó là bất an nó xảy ra. Tôi lúc nhỏ tôi cũng hay bị như vậy, sơ ý đó, rồi chúng ta lo cắm hương nhà cái ngọn đèn bên đây nó liếm liếm chảy lũng gạo. Cho nên hai tay phải trân trọng, dù một tay nhưng tay kia cũng phải như thế nào. Trong khi chúng ta làm á, làm cái động tác mà dâng hương đảnh lễ phải cả cái sự trân trọng thành kính gửi trọn vào đó, chứ không làm hình thức. Ban thờ phải thật sự trang nghiêm, không phải cái gì cũng đưa lên đó. Năm Hòa Thượng Thầy tôi mất á, thì các chùa đệ tử rước ảnh về thờ chùa của cái sư cô đệ tử ở chân núi Thị Vải, chùa Như Lai á. Thì tôi cũng đưa ra ảnh ngoài đó, thì tôi thấy trên bàn tổ để hình sao nhiều quá mà tôi không biết ai ngồi trên đó. Tôi hỏi vị này là ai? Nói dạ cái thầy này ở trên núi Thị Vải rồi, sao ông tự vẫn, ông thắt cổ, ông chết. Con thấy không ai thờ hết, con đưa vô đây. Tôi nói đem xuống. Ai cô cũng đưa lên làm tổ cô được hết, vậy tôi rước hòa thượng về. Không phải phân biệt, không phải phân biệt, không giai cấp, phải không? Nhưng mà bàn thờ là biểu hiện cái lý tưởng, biểu hiện cái sự tôn kính của mình với cái vị giáo chủ. Mình không dễ dãi cái gì cũng đưa lên đó được cả. Các vị đồng ý với tôi quan điểm này không? Mình không phải ai cũng đưa được đâu. Chọn lọc thật kỹ. Và các vị đã chọn lọc kỹ lắm rồi mình mới quy y vị đó, mình mới thọ pháp vị đó. Cho nên trên bàn thờ mình cung kính hết, nhân tu vạn hạnh. Nhưng mà mình thờ cái thần tượng nào mình kính ngưỡng thôi, chứ không phải để nhiều. Ông Phật Tây Tạng, ông Phật Thích Ca Tây Tạng lấn ông Phật Thích Ca Việt Nam, ông Phật Thích Ca Thái Lan lấn ông Phật Thích Ca Việt Nam, ông Phật này chen chỗ với ông Phật kia, anh ngồi xích quá anh kia chút. Đó, thờ cho gọn thôi. Nếu các vị thờ Đức Di Đà thì một tượng, hoặc Đức Quan Âm một tượng, trang nghiêm. Đừng nghĩ là phải ngoại giao hết, không cần thiết phải vậy. Thờ Đức Thích Ca, người ta còn gọi Ngài là Phật Tổ, vì có thể nói là ngày nay chúng ta có duyên
được học Phật pháp là những giáo pháp của Đức Thích Ca truyền dạy lại, cho nên chúng ta thờ Ngài. Đảnh lễ Đức Thích Ca, qua đó chúng ta học được cái đức tính năng nhân tịch mặc của người. Thích Ca dịch là năng nhân, người hay làm cái việc nhân từ, hay làm điều nhân đức để an lạc cho mọi người. Nhưng cái tâm của Ngài luôn luôn tịch mặc, không bị cái việc được đó mà mừng, không bị cái việc thất đó mà buồn. Dù tâm luôn luôn tịch mặc vắng lặng, không có vọng động, nhưng vẫn chuyển bánh xe chánh pháp làm lợi lạc chúng sanh. Từ cái đức tính của Phật, chúng ta thấy được rằng mình cũng nguyện học tập như vậy. Mình thờ Đức Thích Ca để tỏ cái lòng tri ân và báo ân của mình được học Phật ở kiếp này. Mình nguyện sẽ giữ tâm thanh tịnh và gửi cái năng lượng từ bi này đến mọi người để mọi người cũng được an vui, cũng có nhiều hạnh phúc như chính mình. Khi mình hiểu được như vậy và mình lạy xuống rồi đó, thì hình ảnh Đức Phật, lời dạy của Đức Phật, những đức tính đó đang có mặt. Trong cái tư thế mà phủ phục đảnh lễ đó, mình thấy giữa mình với Phật cái khoảng cách mỗi ngày nó gần lại. Và một lúc nào đó mình thấy lời nói của mình cũng giống Phật rồi đó, hành động của mình cũng giống Phật rồi đó. Mỗi ngày mình có khả năng chế tác ra những cái đức tính năng nhân tịch mặc giống như Phật. Trong những giây phút tu tập đó, trong những cái giây phút mà tâm mình thức tỉnh đó, mình có khả năng chế tác ra được cái năng lượng năng nhân tịch mặc của Phật. Cái đức tính năng nhân tịch mặc là cái sức mạnh của đạo, cho nên gọi nó là đạo lực. Chính cái năng lượng này, cái đạo lực này sẽ giúp cho mình chuyển hóa nghiệp lực khi nó xảy đến. Nhờ vậy mà cũng vấn đề đó, nhưng mà mình có tu thì tự nhiên mình chuyển hóa được. Còn người ta không tu, nhiều khi người ta bị vấn đề đó làm cho họ buồn khổ lên. Chúng ta thờ Bồ Tát Quan Thế Âm thì chúng ta cũng phải tìm hiểu cái công hạnh của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm là gì. Người ta xưng niệm là Nam Mô Đại Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. Khi niệm lên như vậy là nói lên cái lòng tha thiết mong cầu Đức Bồ Tát giúp cho mình vượt qua khổ, vượt qua nạn. Bồ Tát Ngài có cái hạnh lắng nghe, cho nên quán là quán sát. Ngài quán sát cái âm thanh của thế gian, nơi nào chúng sanh kêu cầu thì Ngài sẽ có mặt. Ngài có mặt ở đó bằng cái biểu hiện của cái tâm từ bi. Chính cái chất liệu từ bi đó giúp cho người ta chuyển hóa khổ đau. Khi chúng ta lễ Đức Bồ Tát như vậy rồi, chúng ta nguyện sẽ học theo hạnh của Ngài. Mình nguyện sẽ lắng nghe
chứ không có nói nữa. Phần nhiều á, ai cũng muốn nói mà không ai chịu nghe, cho nên á, càng ngày cái khoảng cách nó càng xa, hiểu lầm xuất hiện. Nhiều khi mình chỉ cần nghe thôi, mình nghe một hồi rồi tự nhiên mình thấy thương chứ không thấy ghét nữa. Nó xúc phạm mình ở tuổi cô bác của nó chứ, mà nó nói không có trên có dưới gì hết, nó mắng xối xả bực chứ. Đang lại Phật đây à, nó đi ngang trước mặt mình nó không coi ông Phật là gì hết, đố quạo. Nhiều khi đang lúc ở trong cảnh bồ đề mà tự nhiên thấy không thanh tịnh, đang lúc tu tập như vậy tự nhiên mình phiền não lên. Đang lại Phật đi ngang đụng tay mình nhỉ, phản ứng liền bực bội xuất hiện, phiền não xuất hiện, bực lắm. Tính là một chút tụng kinh xong rồi ra sân đã biết. Nhưng mà nhờ lễ Bồ Tát Quan Thế Âm, mình nhớ được cái đức tính của Ngài là hạnh lắng nghe. Mình lắng nghe, trước tiên mình cũng theo dõi con đó ở đâu, cô đó ở đâu, cái anh đó ở đâu. Sau khi mình tìm một số thông tin lắng nghe rồi, mình à biết được gia đình của người đó, và mình thấy là à gia đình đó thì không có học hành gì đến nơi đến chốn hết, gia đình không có đầm ấm, cho nên con cái không có được chăm sóc giáo dục kỹ, vì vậy mà nó mới có những cái thái độ đó, có những lời nói đó. Mình nghĩ đến đó rồi tự nhiên mình thấy rằng nếu như mình vô phước, mình sanh ở gia đình đó, mình không được giáo dục kỹ như vậy, liệu mình có nói những cái lời, có những cử chỉ bất kính bất mục đó hay không? Mình nghĩ đến đó tự nhiên mình thấy là thấy thương. Nơi trái tim của mình nó ứa ra một cái giọt nước từ bi, ở nơi cái con mắt của mình nó nhỏ giọt nước từ bi. Mình thấy thương hơn là thấy ghét. Nhờ vậy mà mình chuyển hóa khổ đau. Ai khổ đau trước? Mình khổ đau trước. Và ngay trong lúc mình biết lắng nghe là mình đã chuyển hóa khổ đau được của mình rồi. Đến một lúc nào nó được nhắc nhở, nó được chỉ bảo, lời thưa bác, hôm trước con vô ý quá, con đi ngang con đụng bác, con thấy ân hận. Mà sao lạ, mà sao thấy không bác, bác không mắng nhiếc, không cự nữ gì hết à? À, con ngồi xuống đây đi để bác nói con nghe. Thế là dạy cái gì nó cũng nghe hết. Đó là mình có khả năng. Vì mình chuyển hóa được phiền não của mình rồi, chuyển hóa được đau khổ bất an của mình rồi, thì mình có rất nhiều khả năng để giúp người khác chuyển hóa. Lễ Bồ Tát Quan Thế Âm thì ngay cái giây phút mà mình trong cái tư thế phủ phục như vậy, trong cái tư thế mà mình đang chiêm ngưỡng hình tướng của Ngài, mình nguyện sẽ học theo cái hạnh lắng nghe của Bồ Tát Quan Thế Âm để giúp chuyển hóa đau khổ. Khi mà mình làm được như vậy rồi á, thì mình dần dần mình thấy lời nói của mình không có mâu thuẫn nữa, lời nói của mình không có chia rẽ nữa. À, lời nói của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm cũng như vậy. Thì như vậy là Bồ Tát Quan Thế Âm đang có mặt trong lời nói, Ngài đang biểu hiện trong lời nói. Như vậy trong hành động, trong ý nghĩ cũng vậy. Khi mình hiểu được như vậy
thì mình sẽ thấy Bồ Tát Quan Thế Âm đang có mặt khắp mọi nơi. Bồ Tát Quan Thế Âm đang có mặt trong đạo hữu đây, đang có mặt trong đạo hữu kia. Bồ Tát Quan Thế Âm đang có mặt ở nơi cái việc làm của ổng, của bả. Ưng dĩ Phật thân đắc độ giả, ưng dĩ Thanh Văn, ưng dĩ Đồng Nam, ưng dĩ Đồng Nữ, đáng dùng thân hình nào để độ Bồ Tát Quan Thế Âm sẽ thị hiện trong hình tướng đó. Nhưng mà nhớ cái thị hiện đây không phải là ăn mặc như cái tượng, phải không? Đấy là chúng ta tạc theo cái hình tượng, cái phục sức xưa thôi. Chứ ngày nay mà tìm Bồ Tát Quan Thế Âm phải ăn mặc như vậy á, thì chỉ có lên kịch trường sân khấu hát bội mới gặp. Chúng ta phải thấy Bồ Tát Quan Thế Âm đang có mặt ở trong thính chúng đây nè. Mọi người đang có chất liệu lắng nghe của Bồ Tát Quan Thế Âm bằng cái tâm đại từ, thì mình thấy Bồ Tát đang có mặt trong Bồ Tát chồng, Bồ Tát vợ, Bồ Tát con, Bồ Tát anh, Bồ Tát chị, Bồ Tát em, và Ngài có mặt khắp mọi nơi. Vì vậy chúng ta sẽ không bị kẹt ở một hình thức nào cả. Lễ Bồ Tát Quan Thế Âm như vậy thì chúng ta thấy mình thiết lập được cái cảm ứng giữa mình với Bồ Tát, và Bồ Tát Ngài có mặt khắp mọi nơi, mình đi đâu có Ngài ở đó với mình. Thì như vậy á, là chúng ta đưa Phật vào đời. Ông Phật không phải ngồi trên bàn thờ nữa, mà ông Phật đang đi cùng với mình. Ông đang xách giỏ đi qua chùa Huy Nghiêm hàng tuần Chủ Nhật để tu học. Ông đang đồng hành với mình từng bước chân đây. Lễ Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Đức Văn Thù là hàng trí tuệ bậc nhất trong hàng Bồ Tát, là vị có trí tuệ bậc nhất trong hàng Bồ Tát. Văn Thù Sư Lợi là Diệu Cát Tường, tức là chữ diệu là màu nhiệm, cát tường hay là kiết tường là tốt đẹp. Một khi mình dùng cái tuệ giác để mình nhìn sâu hiểu thấu thì mình mới có khả năng thương nhiều. Nhìn sâu và hiểu thấu là có tuệ giác mới thấy được như vậy. Khi mình nhìn sâu hiểu thấu, mình có nhiều tuệ giác rồi, tự nhiên hành động của mình kịp thời và đúng lúc, lời nói của mình phù hợp và tương khế. Có một lần tôi đi qua Trung Quốc, có một cái em Phật tử đó, nó người Tàu, người Hải Nam. Hắn qua Việt Nam, hắn làm việc và theo người bạn đến chùa chơi quen đó. Thế là sao? Về lại Trung Quốc. Thì khi chuyến đi đó thì ảnh biết được cái thông tin có tôi qua, thì ảnh hẹn thầy qua, thầy điện cho con ra con chơi với thầy một chút. Thì đến Thượng Hải và gặp ảnh, điện thoại gặp. Không có thời gian nhiều, tại đoàn chỉ ghé ở cái bến sông gì phố đó ở một chút để cho chụp hình thôi rồi phải đi. Thế sau khi nói chuyện thì cũng không nói nhiều lắm, không có thời gian. Thôi gặp đây thì chúc cho anh có sức khỏe và dành thời gian để học Phật. Có học Phật mới có khả năng gìn giữ những hạnh phúc mình đang có. Lâu gặp quá, thầy có gì cho con không? Không có đem gì theo hết á. Thôi cho mượn cái viết đi, có cuốn sổ đi không? Đưa đây, tôi viết cho ảnh hai câu. Tâm địa nhược thông, huệ nhật tự chiếu. Tôi viết chữ nho, viết xong đưa cho ảnh cái này. Ủa, sao thầy biết? Tôi nói biết cái gì? Anh nói sao thầy biết tên của vợ con?
té ra vợ anh tên là Huệ Tâm. Tôi viết hai câu: tâm địa nhược thông, Huệ nhật tự chiếu. Khởi đầu là chữ tâm, chữ huệ. Anh nói tên vợ con là Huệ Tâm, khuê xin. Tôi nói thôi, chó ngáp phải ruồi rồi. Sau này hỏi ra ảnh với vợ ảnh cũng cơm không lành, canh không ngọt. Mà tôi lại nói ở trong cái thời điểm đó mà viết chữ lại trúng ngay cái tên vợ anh nữa. Đây không biết có phải là Diệu Kiết Tường không? Tốt đẹp một cách màu nhiệm. Và cũng từ đó ảnh về ảnh suy nghĩ cái đó. Sau ảnh điện qua ảnh nói không biết thầy thế nào mà thầy nói được con về, con suy nghĩ dữ lắm, cho nên thôi con với cổ làm hòa rồi. Thật ra tôi đâu có trí tuệ gì đâu, mà cũng không có biết gì hết á. Nếu có chăng là gặp được người quen và mình học Phật thì mình cũng muốn cho họ có hạnh phúc, cho nên mình chúc họ. Thì tôi nhớ hai câu đó của Đức Lục Tổ ở trong Kinh Pháp Bảo Đàn, thì tôi viết lại: cứ giữ tâm cho sạch. Tâm địa tức là cái nền đất á, cái nền tâm, cái đất tâm mà mình làm vệ sinh sạch sẽ, quét dọn rác rưởi cho sạch rồi á, thì mặt trời trí tuệ sẽ soi. Mặt trời soi nhưng mà rác mấy lớp vậy nè, đâu có soi tới, thành ra nó vẫn ẩm ỉ, nó vẫn ướt át, nó vẫn sanh những côn trùng. Quét dọn cho sạch sẽ đi thì tự nhiên mặt trời chiếu vô, nó làm khô sạch. Tâm địa nhược thông, huệ nhật tự chiếu, tự nhiên nó trúng với cái bệnh của ảnh, tự nhiên nó trúng với cái tên của vợ của anh. Chứ tôi đâu có bói quẻ đâu, có biết gì đâu. Tôi không biết đó có phải là Diệu Kiết Tường không. Cho nên chỉ cần chúng ta tu học cho tốt, đem cái năng lượng của từ bi và trí tuệ để mà ứng xử trong cuộc sống ấy, thì tự nhiên có những cái trùng hợp. Tự nhiên có những cái trùng hợp và nó làm cho người ta chuyển hóa được, làm cho người ta cảm thấy hạnh phúc. Chứ mình không có tài thánh gì hết á. Nhưng mà về Bồ Tát thì ngày siêu việt lắm. Chỉ cần chúng ta thắp sáng tuệ giác thì chúng ta tự nhiên có những cái năng lực như năng lực của Đức Bồ Tát Văn Thù. Nhìn sâu, hiểu thấu, đó là cái đặc biệt của Đức Văn Thù. Có tuệ giác thì mới nhìn mới thấy. Đối thoại với mình mà tay chân nó cứ vê cái này, nó xe cái nọ, nó cứ trở qua trở lại, biết là nó đang rối đây rồi. Mình đọc được liền. Mình đang nói mà nó rối, nó không biết phải sao, nó đang hoài hoài. Nhưng mà nghe, con mắt theo dõi, hai tay đó, thế có lập trường vững vàng lắm á. Đừng hòng mà làm cho ông thay đổi. Đây là những cái chuyện thường. Những người nào có tinh mắt họ cũng đọc được như vậy. Huống hồ là trong cái kinh nghiệm này lại có tuệ giác tu tập nữa, thì chúng ta sẽ hiểu được đối phương. Mình hiểu được đối phương thì mình mới có thể mới thể cảm thông và giúp người ta. Lễ Bồ Tát Phổ Hiền, thờ Bồ Tát Phổ Hiền thì chúng ta cũng phải tìm hiểu cái công hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền ở chỗ nào. Lễ kính chư Phật nhất giả, một là lễ kính chư Phật, hai là xưng tán Như Lai, ba là quảng tu cúng dường, bốn là sám hối nghiệp chướng, năm là tùy hỷ công đức, sáu thỉnh chuyển pháp luân, bảy thỉnh Phật trụ thế, tám thường tùy Phật học, chín hằng thuận chúng sanh, mười phổ gia hồi hướng. Đó là mấy cái nết tu của Ngài. Đó là cái hạnh tu của Bồ Tát Phổ Hiền.
cái hạnh tu của Bồ Tát Phổ Hiền như vậy đó, cái nết của ngài đẹp như vậy á, cho nên ngài ở đâu và làm cái gì đều có khả năng dâng hiến niềm vui cho người khác, dâng tặng niềm vui cho người khác, tùy hỷ công đức. Rồi, nãy giờ bác thấy con lại Phật mà tự nhiên bác hạnh phúc. Ta đứng ngoài cửa ta nhìn thấy mày lại Phật á, rồi ta thấy nó an lạc gì đâu á. Cái tùy hỷ công đức. Chỉ cần thật tâm như vậy thôi là mình đã có được cái phước ăn theo rồi. Con ráng làm việc đó nghe, việc đó tốt lắm đó. Cái đó không phải chỉ thỉnh Phật trụ thế, thỉnh chuyển pháp luân đâu, mà các bạn đồng tu hãy làm những việc đó để làm lợi lạc chúng sanh. Hãy tạo điều kiện như thế nào để mọi người cùng đến tu học với mình, chứ không có mà tạo cái khoảng cách để chia rẽ. Chỉ cần chúng ta biết học theo cái hạnh nết tu của Bồ Tát Phổ Hiền thì mình đều có khả năng dâng tặng niềm vui cho người khác. Thờ Bồ Tát Địa Tạng, lễ Bồ Tát Địa Tạng, chiêm ngưỡng Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta cũng phải hiểu cái công hạnh của ngài. Nơi nào có khổ đau, nơi đó có mặt. Địa ngục chưa trống thề không thành Phật. Chúng sanh độ hết mới chứng Bồ Đề. Câu này các vị đã đọc trong kinh Địa Tạng rồi. Bồ Tát Địa Tạng ngài vào trong cái chỗ u tối khổ đau để soi sáng cho người ta bớt khổ. Cho nên chúng ta thấy cái đặc biệt ở chỗ là Bồ Tát Địa Tạng thì thể hiện ở hình tướng một ông thầy đầu cạo khoác cà sa, hình tướng người xuất gia chứ không phải hình tướng cư sĩ bới đầu lèo thắt bính thắt biếm rồi đủ chuyện. Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền mình thấy hình tướng cư sĩ, nhưng Bồ Tát Địa Tạng là phải cạo tóc. Hình tướng đó là hình tướng giải thoát. Mình vào trong địa ngục khổ đau bị trói buộc giam cầm, cho nên ngài thể hiện hình tướng giải thoát để người ta tin cái đã. Từ mình có giải thoát rồi mình nói người ta, người ta mới nghe. Bán thuốc sơn đông mãi vỏ đó, thuốc này uống vào á, ăn được ngủ được, khỏe mập ra. Nhưng mà bản thân cái người rao bán ốm như con cò ma vậy đó, liệu người ta có tin nên ta mua thuốc về uống không? Không. Cho nên á, lễ ngài thì chúng ta cũng phải nguyện, mình phải làm sao để mà mình học cái hạnh của ngài vào trong cái chỗ đau khổ. Tao mà nhiều khi tao muốn ở chùa luôn hả, tao về nhà, nhà này nhất là địa ngục vậy, tao bỏ ra cho bay ở đó, tao về vô chùa tu. Địa ngục này của ai tạo ra? Của mình tạo chứ. Mình vô chùa thì mình cũng ôm địa ngục đó theo. Cho nên mình phải vào trong địa ngục đó để mình coi cái ổ khóa chỗ nào mở ra. Mấy đứa sao hôm rày cứ hụt hạc hoài vậy con? Má đi chùa không có thời gian, nhưng mấy con ở nhà sao không có chăm sóc nhà cửa gì hết. Đứa này nảnh đứa kia. Ngồi lại tìm hiểu. Đứa thì đi làm thêm giờ, đứa mắc rứt con, bỏ nhà cửa không ai, hương tàn khói lạnh này kia nọ. Thôi, mấy con bận vậy thôi, má không đi chùa nữa, ta ở nhà ta dọn. Bảy tám chục tuổi rồi, từng tuổi này mà phải đi quét nhà, đi phơi đồ mấy đứa nó. Chúng ta làm bằng cái tâm của Bồ Tát Địa Tạng.
Đến một lúc nào đó, nó hiểu ra, nó nói, thôi, má đi chùa đi, tụi con sẽ chia thời gian để làm. Chứ mình cự nữ, mình không vào trong cái chỗ khổ đau đó, thì mình không soi sáng được những cái khổ đau của nó đâu. Không phải đợi chết mới vào địa ngục. Địa ngục không phải để dành cho người chết thôi. Nhiều khi đang sống này nè, mà cái tâm của mình cũng ở là địa ngục. Mâu thuẫn nội kết, mình phải nhìn sâu vào trong đó. Cho nên ngay ở chỗ này thì mình thấy cũng có hạnh của Đức Văn Thù nhìn sâu, hiểu thấu, lắng nghe, thì tự nhiên có khả năng dâng tặng niềm vui. Thành ra bốn vị Bồ Tát nè, Quan Âm, Địa Tạng, Văn Thù, Phổ Hiền, bốn vị này chúng ta thường thấy, đến chùa thường thấy, và nhiều khi ở nhà các Phật tử cũng thường thấy. Thì chúng ta phải học cái hạnh của các ngài. Lễ Đức Phật, lễ vị Bồ Tát nào, chúng ta cũng phải tìm hiểu vị đó với mình có liên can gì. Tại sao mình lễ ngài? Là vì mình muốn học với cái công hạnh của ngài. Công hạnh của ngài là như vậy, mình quán chiếu lại, mình cũng thấy mình cũng từng phần có được từng phần những cái đức tính của ngài. Mình nguyện sẽ nuôi lớn những cái đức tính này. Vì vậy, trong một Đức Phật, trong một vị Bồ Tát, chúng ta cũng thấy được cái công hạnh của các vị khác. Ngày xưa Hòa Thượng Viện Chủ ở đây chưa trùng tu, chưa xây dựng chùa này, người ta gọi ngài Hòa Thượng Viện Chủ chùa Ứng Quang. Người khi tôn kính không gọi là Hòa Thượng Trí Quảng, người ta gọi Hòa Thượng Viện Chủ Ứng Quang. Nhưng bây giờ Hòa Thượng ổng về đây, ta hỏi Hòa Thượng Trụ Trì Huy Nghiêm. Mai mốt Hòa Thượng ổng lên núi Thị Vải, ta hỏi Hòa Thượng Viện Chủ chùa gì? Ở trên núi chùa gì rồi? Linh Sơn. Có một thôi. Nhưng mà ở Huy Nghiêm gọi Hòa Thượng Huy Nghiêm, ở Ấn Quang gọi Hòa Thượng Ấn Quang, ở núi Thị Vải thì gọi Hòa Thượng Linh Sơn, Bủ Thiền. Trong cái mắt thấy, tai nghe, ý nghĩ, hành động, Đức Phật nào cũng có khả năng đó cả, Bồ Tát nào cũng có khả năng đó. Nhưng mà cái mặt hạnh, cái mặt hạnh của các ngài, nó nổi trội là ở lắng nghe. Vị này biểu hiện ở hành động, ông kia biểu hiện ở ánh mắt. Như một cái sân khấu, kỳ này tôi làm vua nha, anh làm tướng đó, hãy tôi ra lệnh, anh là dạ. Cho nên Bồ Tát Quan Thế Âm là vị cổ Phật, nhưng ngài nguyện thể hiện trong cái nhiệm kỳ của Đức Thích Ca để yểm trợ, để giúp. Vì vậy mà ngài làm cái Bồ Tát Quan Thế Âm thôi, chứ ngài thành Phật. Trong mật giáo, Đức Quan Âm cổ Phật là thầy ngày xưa Đức Thích Ca học. Đức Thích Ca là học trò của Đức cổ Phật Quan Âm. Trong mật giáo, trong cái khoa chẩn tế đó, thì đầu tiên là quy mạng Quan Âm, tại vì Đức Quan Âm là cổ Phật, là thầy dạy cho Đức Thích Ca cái phương pháp cứu bạc diệm khẩu ngạ quỷ. Nhưng ở cái vai trò chỗ này thì Đức Quan Âm là Bồ Tát, là hàng dưới thôi. Ứng hiện sắc thân diễn dương diệu pháp, đáng dùng thân hình nào thì ngài có mặt ở nơi đó bằng cái hình tướng đó để độ. Chúng ta lễ ngài, thờ ngài là nói lên cái sự tôn kính và khát ngưỡng. Mình thần tượng Đức Quan Âm thì mình cứ thờ Đức Quan Âm
cũng về cực lạc được, à, đi xe đi tàu cũng bình an, cũng làm được mọi việc hết, chứ không phải nhất thiết là mỗi việc là phải thỉnh mỗi ông đó ra. Thật ra Đức Phật mà mình tạc thờ đây á, là mình tạc theo kinh điển ghi lại 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp trang nghiêm. Nếu mà Đức Thích Ca, Thái tử Tất Đạt Đa, Đức Thích Ca mà còn sống và có dịp đi chu du thế giới, Ngài qua bên Trung Quốc nhìn thấy mấy ông Phật, ủa đây là mình đây hả? Qua bên Thái nhìn mấy ông Phật, ủa đây mình đây hả? Qua Việt Nam nhìn thấy mấy ông Phật, chắc Ngài cũng không biết ai là mình là ai. Vì vậy mà mình sẽ không thắc mắc cãi, ông này Di Đà chứ ông Thích Ca gì, ngực không có chữ vạn mà, ông kia Thích Ca chứ đâu phải Di Đà, ông nói dược sư, mình cứ cãi. Thì thật ra do cái lễ nghi và cái hình tướng cho nên người ta biểu hiện bằng cái thủ ấn, bằng cái thế, rồi mình dựa trên đó mình nói đây là Thích Ca, kia là Di Đà, nọ là dược sư. Phật, tiền Phật, hậu Phật, giai đồng nhất Phật. Phật à, trước hay sau đạo hạnh công đức như nhau cả. Cho nên chỉ cần mình nhất niệm à, tâm vô quái ngại thì Bồ Tát chư Phật luôn luôn có mặt trong giây phút hiện tại đó. Thế cho nên các Phật tử thờ Phật chúng ta nên đơn giản và trang nghiêm. Không nhất thiết phải thờ nhiều, nếu như là mình cái nơi chỗ không có rộng. Nói như vậy không có nghĩa là không được. Có nhiều nơi nhà rộng người ta dành cả một cái tầng, cái gian phòng làm như một điện Phật thì rất là tốt. Nhưng thờ vị nào nên sưu trà lý lịch trước để mình hiểu, mình biết, và tượng nào đặt để trong đó cũng phải trang nghiêm cân đối. Thì như vậy là thờ như vậy là hợp lễ. Còn để nhiều quá nó rối loạn lên, rồi vái ông này, vái ông kia, vái ông nọ, cứ xoay qua trở lại bốn phương tám hướng đều lễ hết, thì nó thực ra thì cũng tốt, nhưng mà chuyên nhất vẫn hơn. Hiểu về Bồ Tát Quan Âm rồi, Địa Tạng rồi, Văn Thù rồi, Phổ Hiền rồi, buổi sau chúng ta sẽ nói tiếp về các cái hình tướng của các vị thần, các vị thánh mà chúng ta thường thấy xuất hiện trong cái thờ, rồi sẽ nói thêm liên quan đến cái vấn đề mà thờ cúng tổ tiên, những vị quan thánh vân vân, để người Phật tử chúng ta có những kiến thức rõ ràng về vấn đề này. Đó cũng là sự tu học. Thật ra cái tu và cái hành á, hai cái phải đi đôi. Người ta thường nói tu hành mà. Cái hành động chúng ta thực hành làm thế nào phải thể hiện cái sự tu tập ở trong hành động đó. Trong hành động đó thể hiện được cái tu tập. Trong cái tu tập đó nói lên được cái điều chúng ta đang thực hành. Vì vậy nhìn một bàn thờ trang nghiêm có chủ đề, người ta biết người Phật tử đó tu học có căn bản. Trên tinh thần đó mà hôm nay chúng ta triển khai nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý Phật tử có sức khỏe, và chúng ta tư duy lại những điều tôi vừa trao đổi. Xin thỉnh đại chúng đứng dậy hồi hướng. Nguyện đem con tất cả